Luật sư ơi, cho em hỏi, bỏ nhau rồi mà cứ về đòi chén thì phải xử lý thế nào? Cho chén bao nhiêu cũng được, thoải mái. Có thể là em chưa có xem các cái video trong kênh của anh đã chia sẻ rất nhiều lần là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân về nguyên tắc là phải chia. Khi ly hôn tốt nhất là chia luôn đi cho nó dứt điểm nha. Chia từ cái to đến cái bé, thậm chí là cái chén phải chia. Ở ngoài Bắc cái này gọi là cái tô cái bát đúng không? Ở miền Trung gọi là cái đọi, phải chia nha. Em mà ngày nào còn chưa chia thì ngày đó ông có quyền về đòi chén nha. Và sau khi em đã chia đầy đủ từng cái chén rồi mà ông vẫn cứ về đòi chén thì theo anh em nên lấy lại ông đi. Trường hợp của em luật sư Trung bó tay. Đề nghị luật sư Trung đừng lươn nhé. Người ta hỏi chồng về đòi chén. Chén này không phải là chén mà luật sư lại trả lời là chén. Rõ ràng chén khác chén mà luật sư ơi. Rõ ràng là cô ấy hỏi rằng là chồng về đòi chén thì phải làm thế nào. Luật sư Trung đã trả lời rồi. Chén là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, về nguyên tắc ông ấy có quyền đòi. Và khi nào chưa chia xong chén thì ông ấy vẫn có quyền đòi chén. Chén của cô ấy hỏi rõ ràng là chén, còn chén của luật sư Trung trả lời rõ ràng là chén. Chén của cô ấy là chén và chén của luật sư Trung là chén. Cái chén này nó khác cái chén này và cái chén này cũng là cái chén này. Em có phải luật sư Trung không? Đúng rồi, tôi đây, anh là ai vậy? Túi là một trong những người chồng mà đòi chén như trong cái mấy cái video của anh ấy. Ôi, xin chào Phan Cứng. Phan Cứng đi con khỉ ấy. Túi gọi điện để giải thích với anh là túi đòi chén chứ không phải đòi chén nhá. Anh mà giải thích cái kiểu đó là chết túi đấy. Ủa anh buồn cười nhỉ? Trong các cái video của tôi thì cái người vợ nói rằng là người chồng đòi chén. Và tôi giải thích rằng là cái việc đòi chén, đòi chia chén đó là quyền lợi của người chồng. Vì cái chén nó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Tôi không có đòi cả chén của anh. Tôi đòi là... anh có hiểu không? Là anh đòi đúng không? Đúng, tôi không cần cái chén của miền Nam, cái bát của miền Bắc hay cái đòi của miền Trung còn tôi. Cái tôi cần là anh có hiểu không? Rồi, tôi đã hiểu rồi, rất là cảm ơn ông. Thế bây giờ ông và bà tính sao? Rửa tiếp theo nó xứ tôi phải văn ký. Đợi hết dịch đi nha. Rồi dắt nhau ra ủy ban nhân xã đăng ký kết hôn lại đi. Ông và bà không sống thiếu nhau được đâu. Nếu mà lại ly hôn lại nữa thì liên hệ luật sư Trung nha. Nếu như mà thực sự hai vợ chồng đến với nhau muốn rõ ràng về mặt tình cảm ấy, thì nên thống nhất với nhau về tài sản chung, tài sản riêng trước và trong thời kỳ hôn nhân. Tất nhiên thì về cái văn hóa phương Đông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam, thì cái chuyện đó rất là khó xử trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Khi mà sống chung với nhau, cố gắng nhìn nhường nhịn, bỏ qua cho nhau những cái lỗi nhỏ. Tại vì luật sư Trung đã chứng kiến những vụ ly hôn bằng những cái lý do rất là đơn giản luôn. Còn liên quan đến vấn đề mà có tranh chấp tài sản khi buộc phải ly hôn thì mong rằng là bên vợ bên chồng cùng nhìn về một hướng. Sau lưng còn có những người con nó trưởng thành rồi, nó cũng nhìn vào ba mẹ để nó sống nữa, để lại cho con cái một cái hình ảnh tốt đẹp. Và cái nữa về mặt giá trị thì gì? Khi mà chúng ta thỏa thuận được với nhau thì cái vấn đề phân chia nó sẽ là rất là tốt, chúng ta không mất án phí. Hiện nay thì đầu tư bất động sản, nhiều người đầu tư rất là nhiều địa phương. Vấn đề giải quyết tranh chấp liên quan đến bất động sản ở nhiều địa phương liên quan các vụ ly hôn rất là phức tạp. Các bên hòa thuận với nhau, giữ lại được tình cảm, không mất án phí và không mất cái thời gian để mà đi cùng nhau để mà tranh chấp tài sản.